Tôi lên cái clip này nè, tôi nói cho bà con biết ai có vay tiền ấp e phải cẩn thận. Ấp e nó lường gạt lắm. Năm đầu năm 18 tôi vay nó 13 triệu, nó nói đóng tháng có 1,3 triệu thôi. Cái tôi đóng tháng đầu, cái tháng thứ hai đó khi tôi mua bảo hiểm là có bệnh của bạn đóng trễ không sao, mà hả còn 90 ngày nữa tới là nó điện nó hối nó thúc đóng tiền đó. Nó, cái tôi đóng riết thành 1,3 triệu 780, 1,4 triệu cũng có, mà nó nói tôi đóng 12 tháng, tôi đóng 12 tháng tôi nghỉ xong rồi. Cái xong tháng thứ ba, tháng 13, cái nó kêu tôi á đóng 120 mấy ngàn là tiền sa kê gì đó, tôi không rõ, tôi cũng vẫn đóng cho xong. Cái tới tháng 14 nó đòi tôi 61.800 đồng, tôi hỏi tiền gì, nó nói tiền bảo hiểm. Tôi nói ủa tôi đâu có mua bảo hiểm đâu, tôi đâu vay tiền tôi mua bảo hiểm. Thì nó nói chị ơi, bảo hiểm thẻ chứ không phải bảo hiểm người. Chị mấy cô bác nghĩ đi, cái thẻ này á cô bác có xài, cô bác nghĩ cô bác có phải mua bảo hiểm không? Mà nó lường gạt tôi, nó kêu tôi á phải đóng cho nó. Nó hăm he tôi đủ thứ, nó nói tôi không đóng mùng 1 Tết á, nó điện cho tôi. Tôi nói hơi nào, lỡ năm nay xui rồi, mùng 1 Tết nó điện chửi lộn xả xui. Mà hên ghê, nó khôn ghê, mùng 1 Tết nó không có điện. Tới mùng 6 Tết bữa nay nó điện cho tôi, mà điện một ngày không biết bao nhiêu cuộc nó làm phiền tôi. Bây giờ tôi không biết rằng tôi lên cái này để tôi nói với bà con, đừng bao giờ ra vô cặp e này. Cô bác á coi á, nghĩ tình tôi nói cái này thì cô bác á chia sẻ rộng rộng giùm tôi, để cho tới tay người này người kia, cho người ta hiểu cái ấp e này ha. Cô bác nghĩ đi, tôi vay 13 triệu mà tôi đóng một tháng 1,4 triệu, có 1,4 triệu 70 80 tám mấy có, thì cô bác cộng giùm tôi đi là trong 12 tháng là ra bao nhiêu tiền. Rồi tháng thứ 13 nó lấy tuần 120 mấy ngàn nữa, cô bác nghĩ đi là ra bao nhiêu tiền. Mà còn chưa vừa bụng nó, bây giờ nó đòi tôi là tiền bảo hiểm thẻ. Cái thẻ này nè, như mình mua bảo hiểm người, mình bệnh mình biết bệnh viện mình đi khám, rồi cô bác nghĩ cái bảo hiểm thẻ này, rồi cái thẻ này nó có bệnh hả? Rồi nó bệnh cô bác á, đem nó đi chữa bệnh ở đâu? Cô bác nghĩ giùm tôi đi. Cái năm đầu năm 18 tôi vay 13 triệu nó cũng bắt tôi mua bảo hiểm, mà tới cua tôi đóng hết tiền, tôi cũng đâu có thấy cái giấy bảo hiểm nào, tôi đâu có thấy cái gì đâu, không có thấy cái gì hết. Mấy tháng đầu nó còn gửi giấy gì cho tôi đâu có tiền, mấy tháng sau là nó nhắn tin vô máy không ha. Giấy tờ tôi còn để dành á, tôi để dành để cái ấp e này nó đòi tiền tôi tới chừng nào. Cái ấp e lường gạt nè các cô bác, lường gạt ăn mồ hôi nước mắt của mình nghe cô bác đó. Nó ăn á, nó ăn tiền xương máu trên đầu cha của mình ăn xuống á. Cái ấp e này nè cô bác á, suy nghĩ tôi nói á, tôi thì không có ăn học, tôi dân quê tôi không có một cái biết chữ nào hết trơn ha. Cô bác có nghĩ á, tôi nói đúng, cô bác chia sẻ gọng gọng, tôi ước gì á có ai mà có chức có quyền coi cái này nè, rồi suy nghĩ giùm tôi đi, coi tôi đúng hay nó đúng. Tự nhiên tôi không mua bảo hiểm mà giờ nó bắt tôi đóng bảo hiểm, mà bảo hiểm cái thẻ, cô bác nghĩ cái thẻ này mà đóng tiền, cô bác nghĩ đi, đóng tiền tiền con tôi ăn học còn không có, tự nhiên tôi đóng nó một tháng 62.000, 61.800 đồng, mà tôi đóng tới chừng nào nó không nói tôi đóng chừng nào. Cô bác nghĩ thì tôi, nó mới cho tôi cái số điện thoại gì đó, điện xuống dưới cũng chờ lâu lắm. Có cái con nhỏ đó là nó nói sao biết không, bây giờ tôi phải đóng 500 mấy cho nó mới xóa bảo hiểm mà thẻ. Mà cô bác nghĩ tôi đâu có mua bảo hiểm thẻ làm tế ông nội ông ngoại tôi hả, tờ giấy thì tôi mua làm gì. Nó đưa lên nó cho tôi chưa biết ở trong này cái số gì mà mình làm sao để đóng tiền. Đóng tiền nè, nó ghi tên tôi vô nè, Dương Thị Ngọc Hiền vô luôn nè đó, mà tôi chưa biết trong đó là cái gì đó, kích hoạt rồi cái gì số gì lấy tiền gì đó, tôi cũng chưa có biết cái gì, tôi không có biết xài cái này, tôi không biết chữ đâu mà tôi xài đó. À, cô bác coi bây giờ tôi nói một ngày để điện nó quấy rối hai vợ chồng tôi. Bây giờ cô bác coi chia sẻ nhiều với tôi ước gì có một người nào công an hả, người có chức có quyền vô ủng hộ tôi, chứ bây giờ tôi không biết làm sao luôn. Bây giờ mình muốn thưa lại nó mình cũng không biết thưa làm sao, mà mình không biết làm nó. Bây giờ mình xuống công ty nó mình cũng không làm gì được nó đâu đó. Lại bây giờ tôi nói để cho cô bác đừng ra vô cái ấp e, cái ấp e lường gạt này ha. Tôi nói vậy thôi thì nói đi, nó vô làm gì vậy? Cái này là cái quân lường gạt nè, chứ công ty gì, công ty ấp e gì. Cái này là cái quân lường gạt ăn tiền xương máu của người ta. Có bữa nó ra đường xe cũng cán nó chết mẹ nó hà, xe mà không cán nó chạy cũng đánh cho nó chết. Cái công ty FE lường gạt này nè, bữa nào mà thế nào cũng ra đường xe cũng cán nó chết hết trơn à, hoặc là trời cũng đánh nó à. Bây giờ tôi nói cô bác á,
như vậy chia sẻ giùm tôi ra, cộng đồng cho người này người kia coi, có lỡ không tiền nghèo như tôi á, nghèo như chị em mình nghèo á, muốn vay để có cái vốn mới làm ăn thì đừng lên vay ấp e này, đóng hoài nợ hoài cô bác ơi, đóng hoài không hết năm, đóng hết một năm rồi 12 tháng đóng xong tới tháng 13 và tháng thứ 14 cũng đòi, mà đòi hăm he đủ thứ hết trơn. Bây giờ tôi nói nó làm phiền, tôi không có tả nào mà để chịu nổi với nó. Bây giờ mình muốn đi thưa kiện, không biết thưa kiện ở đâu. Mà mình muốn làm gì nó cũng không được. Mà hình như cái công ty này làm như nó đàn anh, đàn kiểu giang hồ, âm thê chém mướn đốt cửa bó nhà người ta gì đó. Nó đòi nợ toàn là nó hâm he, không đóng, nó giết, nó chém, nó làm cái gì không mà nó kêu giang hồ, giang giết lại gạch mặt, gạch đít, gạch lưng gì tùm lum hết trơn á cô bác ơi. Cái này á tôi không biết là cái phải cái công ty không hả, cái đàn anh đàn chị nó mở ra nó làm tôi cũng không biết nữa, chứ tôi nghĩ cái công ty á là người ta nói chuyện với khách hàng người ta rất là đàng hoàng ha. Mấy con nhỏ con gái nói thì không sao, mà đưa từ cái lúc mà tôi không nắm tiền mua thẻ bảo hiểm thẻ tới giờ mấy thằng được gựa nó nói chuyện với tôi không à, mà nó hâm he tôi cũng trông cho nó lên đây coi nó hâm tôi như thế nào, nó làm như thế nào nó lên đây hả. Tôi nhờ nó vừa bước chân lên tới nhà tôi là công an tới cộng đồng nó chích cha nó luôn. Tôi báo công an rồi mà nó ở dưới đó nó điện lên được, nó đựng lên tới Thủ Đức tôi thôi nha, tới là công an cộng đồng nó chích cha nó luôn. Tôi báo cho biết cô bác chia sẻ xong mà tới ấp e thì càng tốt, nói nó bước chân vô tôi nói ấp e một cái là công an cộng đồng nó liền, chứ không có để một giây một lát nào để cho nó nói chuyện đâu. Tôi à nói về nó nói chuyện tôi ghi âm tôi đưa lên phường hết trơn rồi. Tôi nói cho cô bác nghe, giả sử cô bác lỡ mà có mượn mà cái tình trạng như tôi nè, nó mà điện lại phải ghi âm đưa lên phường cho phường quận giữ đi, còn nó có lên tới mình sẽ có đường dây nóng điện cho công an tới bắt nó chứ con gỉ mẹ nó luôn. Mình đừng sợ nó, mình đừng có đóng tiền để cho nó ăn cái tiền mồ hôi nước mắt của mình. Cái đúng thì mình làm, sai thì mình nợ thì mình trả, mình không nợ là không trả con nào thằng nào hết á, tới đâu thì tới à. Đó bây giờ nó điện tôi mời nó lên, tôi nói mày lên thuộc nhà tao đi, tao trả mày, mày có cầm địa chỉ nhà tao ẵn hồi điện thoại nào mày có hết mà mày lên đi. Tôi nói cô bác mà gặp cái trường hợp này phải ghi âm lại đưa lên quận lên phường để cho người ta giữ, mình giữ số điện thoại nóng trên quận trên phường, nó mà tới là điện cầm cái đầu cho chức cha nó, cho dưới giám đốc nó lên lãnh nó về nghe. Mấy cái thằng mà đòi nợ tâm đòi nợ mướn á, bắt nó đó. Bắt mấy thằng đòi nợ mướn á để cho lòi cái thằng mấy thằng cha ra, chứ không bắt mấy thằng con á thì mấy thằng cha không có ra. Nó ăn ai á, nó hút máu của người nào được là nó hút nghe cô bác, nó hút chừng nào người ta hết máu thôi, rồi cái thứ của nó đâu có biết thương ai, nó chỉ biết thương nó lường gạt, nó ăn được của ai rồi nó ăn. Cô bác nghĩ đi, nó lường gạt được một người như cái lường gạt tôi nè, nó kêu một bảo thẻ hiểm tôi đóng đi 500 mấy rồi nhiều người là cô bác nghĩ là bao nhiêu tiền đó, cô bác nghĩ đi bao nhiêu tiền rồi mình làm mồ hôi nước mắt của mình chứ đâu phải mình tự nhiên mình có. Tôi không có sợ, tôi nói thiệt. Cái SE nè, có ngày á ra đường xe cũng cán nó chết à, hoặc là đụng mẹ trúng cũng quánh nó chết mẹ nó, đập nó bể đầu ra đường xe đụng hết sống ra. Tối ngày mày trốn ở trong công ty mày luôn, mày đừng ra đường, xe cũng cán cũng ăn mày à. Có bữa nào công ty nó ăn mày nghe SE nha, không thôi là trời cũng đánh là chết mẹ mày nha SE. Vậy thì tôi nói á, cô bác mày dướng vào trường hợp như tôi á, chừng nào nó điện lại ghi âm lại đưa lên phường, gần mà đưa lên phường hoặc đưa phố cũng được hoặc đưa quận cũng được. Tôi thì tôi đưa ba chỗ rồi ha, phố có, quận có, phường có ha. Tôi giữ số điện thoại quận, số điện thoại phường rồi hết ha. Nó mà lên tới đây tôi cho công an cộng đồng chích cha nó, tôi sẽ hỏi hết rồi. Tôi hỏi quận phường có vay tiền như vậy có phải đóng thẻ này không, người ta nói sao mà lãng như vậy. Chờ nó lên đi, cho công an cộng đồng nó chứ con đỉ mẹ nó, rồi cho giám đốc của nó hả, ông nội ngoại gì của nó đó lên á làm giấy bảo lãnh nó về ha. Chứ tôi không sợ đâu, tôi không thiếu nợ là tôi không sợ. Chứ nó đừng nghĩ nó hâm he là tôi đóng tiền cho nó, không có cửa 1,000 không đóng nữa. Tôi nói thiệt cô bác, cứ làm theo tôi đi, cứ ghi âm lại đưa lên khu phố, đưa lên phường, đưa lên quận cho người ta giữ, người ta sẽ đưa đường dây nóng cho mình. Nó có tới nhà mình hâm he là kêu công an cũng cộng đồng chứ con đỉ mẹ luôn, cho thằng đầu to mặt bự ra mặt. Không thôi hả, nó chừng nào nó kêu ra tòa
mình sẽ đưa ghi âm nó cho phường quận đồ trước đi, ra tòa là mình có bằng chứng hết, giấy tờ mình đóng mình để lại đầy đủ á, mình không có bỏ một tờ giấy nào. Tôi nói cho cô bác nghe vậy, tôi bây giờ đầy đủ bằng chứng hết. Nó hâm he tôi như thế nào á, tôi giữ hết, tôi ghi âm hết, tôi đưa lên hết rồi ha. Nó mà điện nữa, tôi bây giờ tôi mời nó lên nhà tôi lấy tiền luôn mà. Nó lên đi, rồi nó thấy cái cảnh của nó lúc đó, nó mấy thằng đầu to mặt bự mới bò ra ha. Bây giờ nó kêu đàn em nó đòi nợ, đòi tâm thê chém mướn đốt cửa bó nhà người ta không à. Thằng nó ăn trên xương máu người ta, cái ấp e này nè, cái ấp e bụng què này nè, nó ăn xương máu của người ta ha, nó hút máu người ha, con đỉ mẹ nó ra chửi á. Cô bác chia sẻ cho tặng cho nó, để cho công ty nó mà nghe cái clip tôi chửi nè. Tôi là ở Thủ Đức luôn nè, cô bác nghĩ đây, cái thẻ này là có tên tôi trong này luôn nè đó ha. Nó đưa nó ghi tên vô luôn nè, đó ha, Dương Thị Ngọc Hiền đàng hoàng ha. Đó, nó coi là nó biết địa chỉ tôi luôn rồi ha. Nó lên đây tôi cho nó đâm thê chém mướn, nó bó cửa, nó đốt nhà tôi ha. Tôi bây giờ ghi âm nè, mấy cuộc mà nó điện nó đòi nợ tôi ha, là tôi điện lên, nó cho tôi cái số điện thoại gì tôi điện lên, là nó quỷ bảo hiểm ha, quỷ bảo hiểm thẻ ha. Nó cũng không quỷ, nó kêu tôi đóng 500 mấy, tôi cũng đưa lên quận luôn rồi. Bây giờ nó muốn chơi tôi chơi cho nó tới cùng luôn ha, mà 1000 không đóng, 1 xu cũng không đóng. Điện thì nghe chơi, mày điện mày mệt, tao không mệt, tao nghe không có mệt đó. Rồi chừng nào mày lên tới đây đi, mày thấy cái cảnh, mày cái cảnh ai như thế nào. Tao không có đâm thê chém mướn, tao không có bó cửa đốt nhà. Trên thế gian này á, trên đời này á, còn nhiều có người có chức có quyền, nhiều người để biết lực để xử lắm, chứ không phải ai cũng mà nuốt rồi vô mắt nghẹn rồi xử không được đâu nghe. Người này ăn thì còn người khác nghe, chứ không phải ai cũng như ai ha. Muốn thì lên nhà tao trả tao tiền nghe, rồi lên quận ngồi á tao trả tiền cho nghe. Không muốn tao trả tiền á thì bớt cái điện thoại lại đi nghe. Tao không có mua bảo hiểm nghe, rồi tao cũng cái bảo hiểm là cái miếng thẻ này mày cho tao để chùi đít, chứ tao không có biết xài nha, mà kêu tao đóng tiền đó. Tôi nói cô bác nghĩ đi, cái này tôi nói cái câu này là tôi nói để ấp cho ấp e nó nghe, đừng có đòi tiền tao liều như vậy. Tao có tiền chứ tao không có đóng cho mày khơi khơi như vậy đâu, để tiền con tao ăn cho nó sướng nha. Mày muốn cái gì á, mày muốn 500 mấy, 800 mấy, 300 mấy, tao không cần biết, mày lên đây đi, mày lên nhà tao nè, tao trả cho mày ha, nghe không? Mày lên nhà tao nè, ở Thủ Đức nè, tao trả cho mày nha. Mày biết địa chỉ nhà tao, điện thoại tao, mày biết tao vay tiền mày là biết hết mà. Ha, thằng nào mà đòi tiền tao ấy, điện thoại đòi tiền tao ấy, là lên đây tao trả. Lên đây, lên quận Thủ Đức đi tao trả ha. Rồi mày nghe mày ghi âm ha, mày nói tao cái gì ha, mày đòi nợ tao như thế nào ha. Thì mày lên đó đi, sẽ có người mở cho mày nghe ha. Bây giờ tôi nói tới đây thôi, tôi nói để cho cô bác xa lắm cái ấp e, lỡ khờ nghèo như tôi á, có đi dai á, đừng có đi dai cái chỗ ấp e, dai giang hồ còn nhẹ hơn. Tôi nói dai mấy người giang hồ chứ người ta còn biết lực hơn cái thằng ấp e này đó. Dai giang hồ tiền nó mắc thiệt, chứ mình đóng đúng ngày đúng tháng là hết. Dai nó là không trả hoài không hết nha cô bác, tôi nói thiệt trả hoài không hết. Dai giang hồ trả còn có ngày hết, ta đóng 1 tháng là 1 tháng, 2 tháng là 1 tháng, 1 ngày đóng mấy bao nhiêu là đóng bao nhiêu. Người ta giang hồ chứ người ta biết chơi lắm, dài cái quân lường gạt, người ta biết chơi lắm. Giá tiền người ta kêu đóng 1 tháng rồi chị đóng với tôi 3 triệu 2 triệu, mình đóng đúng là bao nhiêu tháng là hết, chứ không phải cái ấp e này dai hoài trả không hết nè. Là cái ấp e này nó hơn mấy người cho dai nặng lãi nữa nghe cô bác, thà là kẹt tiền đi dai chỉ mấy người nặng lãi sướng hơn cái dai ấp e này nè nghe cô bác. Tôi báo cho cô bác, dai mấy người nặng lãi gì chứ có ngày trả hết, dai ấp e này trả một cả đời không hết. Bây giờ nó làm phiền tôi hàng ngày, tôi tránh làm phiền, tôi kêu lên đây tôi trả cho, tôi ghi âm gì hết, nó điện tôi lúc nào tôi ghi âm lúc đó, điện tôi ghi âm lại, tôi đưa lên quận, đưa lên phường, đưa lên khu phố ha, để nó lên á, đặng tôi mới có cái bằng chứng chứ tôi không có để lại bằng chứng, tôi đâu có làm lại nó, đúng không? Đó, dốt, tôi dốt thiệt mà tôi làm vậy đó, làm theo ý tôi vậy đó, cứ ghi âm đem lại cho khu phố nghe, đó, khu phố người ta lưu lại đó, rồi xong á, đưa lên phường, đưa lên quận, chỗ nào gần mình cứ ta ghi âm ta để đó, đặng có chuyện mình mới nói lại chuyện lại với nó. Tôi nói 500 mấy không có đáng, mà không có đúng nghĩa, không có đúng là không trả đó. Bây giờ tôi nói tới đây thôi, cô bác đừng có dướng vô cái ấp e quần què này, ấp e lường gạt ăn xương máu người ta
Tôi nói thiệt thà là hả, đi dai mấy người cho nặng lãi, đi dai mấy người á, anh chị đàn chơi đó mà người ta hả biết giả tiền người ta ăn mất một chút mà mình đóng bao nhiêu tháng sẽ hết. Cái này FE trả cả đời không hết nha cô bác. Tôi nói thiệt, thà là tôi đi dai mấy thằng anh thằng chị còn sướng hơn cái FE này đó. Tôi chào cô bác nha.